Hello, xin chào các độc giả thân mến của Tiếp Thị Gia Đình. Toàn thể ban biên tập tạp chí Tiếp Thị Gia Đình xin gửi đến quý độc giả lời chúc năm mới 2018 an khang thịnh vượng. Không để các quý vị phải chờ lâu, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một trong những chuyên mục được yêu mến nhất trên Tiếp Thị Gia Đình, đó là chuyên mục xem tử vi trong ngày. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu xem tử vi các con giáp ngày thứ tư, 3 tháng 1 2018 nhé. Chúng tôi hứa hẹn sẽ bật mí cho các bạn nhiều điều thú vị đấy. Hãy cùng mở đầu với tuổi Tý nhé. Nào các anh chàng, cô nàng chuột thân thương của chúng ta sẽ có một cái ngày cực kỳ hài lòng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, các bạn cũng nên nỗ lực hết mình cho những kế hoạch trong ngày hôm nay, bởi vì biết đâu ngày mai chúng ta sẽ thành công thì sao? Về sức khỏe thì bạn cũng cần phải kiểm soát chế độ dinh dưỡng để nhằm ngăn ngừa nguy cơ rối loạn chuyển hóa nhé. Còn riêng về tuổi Sửu thì các bạn cũng đừng nên quá lo lắng vì những cái trở ngại, bởi vì hãy yên tâm một điều là các bạn luôn đủ thông minh để tìm ra các giải pháp hoàn hảo để khắc chế điều đó. Bên cạnh đó thì trái tim nhân hậu, thái độ khoan dung cũng chính là chìa khóa giúp bạn chinh phục trái tim của những người xung quanh đấy. Đối với các bạn tuổi Dần thì chúng ta cũng đừng quá nôn nóng nhé, bởi vì ngày hôm nay có thể bạn sẽ gặp được một người trong mộng trong suốt cái chặng đường tìm kiếm một nửa kia của mình đấy. Xét về khía cạnh công việc thì bạn được thần may mắn bảo hộ một cách toàn vẹn trong lĩnh vực tài chính và tư pháp. Đối với những người xung quanh thì bạn hãy thật là kiên trì, đừng để những người khác làm lay chuyển những cái quyết tâm của bạn nhé. Trái ngược với tuổi Dần là một tuổi Mẹo luôn luôn lạc quan, năng động và rất là táo bạo trong cách xử lý công việc ngày hôm nay đấy. Nhờ vậy mà không có bất kỳ một trở ngại nào có thể làm cho bạn chùn bước. Ngoài ra thì bầu không khí gia đình nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm cúng cũng là một cái động lực lớn cho cái sự phát triển trong công việc của bạn. Còn ở chỗ làm thì các chàng và các nàng mèo cũng nên tế nhị đôi chút, bởi vì chúng ta cũng cần biết là chúng ta nên làm một điều gì đó để tránh làm mất lòng các vị tiền bối nhé. Còn đối với tuổi Thìn thì sẽ có một vài cái vấn đề phát sinh nhỏ nhỏ trong gia đình của bạn, nhưng mà cuối cùng với một cái sự khéo léo thì bạn cũng đã giải quyết một cách êm đẹp. Sự điềm tĩnh của bạn giúp giải hóa mọi cái hiểu lầm. Còn trong chuyện tình cảm thì khỏi phải bàn cãi, bởi vì tình yêu của bạn luôn rất ổn định. Xét ở khía cạnh sức khỏe thì bạn cũng nên đề phòng một vài cái chấn thương nhỏ nhỏ do vận động hoặc là trong khi chơi thể thao nhé. Còn riêng đối với tuổi Tỵ thì khi làm bất kỳ một vấn đề gì thì bạn cũng nên cân nhắc đôi chút về cái tính đạo đức nhé. Điều đó sẽ giúp cho bạn đạt được một thành công một cách bền vững. Riêng ngày hôm nay thì sức khỏe của bạn khá là tốt đấy. Về chuyện tình cảm thì bạn cũng không nên vô tâm quá. Ở bên cạnh người yêu của mình, chăm sóc và quan tâm người yêu của mình để tránh có một cái sự tham gia của người thứ ba nhé. Đối với các chàng và nàng tuổi Ngọ thì thành công của bạn hôm nay đến từ sự cân bằng giữa gia đình và công việc. Bạn cũng nên tiếp tục duy trì sự khoan dung trong các mối quan hệ để tạo nên một cái bầu không khí vui vẻ nhé. Còn về công việc thì bạn là một người có thể nắm bắt công việc khá là tốt đấy. Cho nên là thành công sẽ luôn luôn chào đón bạn. Hãy nỗ lực nhiều hơn nữa nhé. Riêng đối với các bạn tuổi Mùi thì vấn đề về tài chính, nguồn vốn và đối tác sẽ được bạn giải quyết một cách triệt để và hiệu quả trong hôm nay. Ngoài ra thì sức khỏe, trạng thái tinh thần của bạn cũng rất là ổn định. Có thể nói hôm nay là một ngày khá là may mắn của những người tuổi Mùi, bởi vì chuyện tình cảm cũng mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối. Với các bạn tuổi Thân hiện đang còn độc thân thì cơ hội có được một cuộc hội ngộ đáng mong ước sẽ được thực hiện hóa trong ngày hôm nay. Còn về công việc thì trực giác và sự nhạy bén của bạn có thể sẽ giúp bạn có được nhiều thành công đáng kể. Còn riêng về sức khỏe thì chúng tôi e rằng phải khuyên bạn phải tránh xa các thức ăn chứa đường và tinh bột. Hãy cẩn thận nhé. Nhìn chung hôm nay tuổi Dậu có một cái chuyện tình yêu khá là suôn sẻ. Sức khỏe thì không có gì phải lo lắng cả. Riêng về lĩnh vực trong công việc thì tử vi hôm nay dự báo rằng là bạn phải tận dụng hết những cơ hội của mình, bởi vì có thể những cơ hội đó sẽ không đến lần hai. Và hãy biết tận dụng khi có thể nhé. Các chàng và các nàng tuổi Tuất thì khá là may mắn trong lĩnh vực tài chính đấy. Hôm nay chúng tôi dự đoán là bạn sẽ có được một cái món quà trong cái chương trình bốc thăm trúng thưởng. Công việc đầu năm của các bạn đây khởi sắc. Riêng về chuyện tình cảm thì những khúc mắc ban đầu giữa người yêu cũng sẽ được bạn tháo gỡ một cách khéo léo và êm đẹp. Trong ngày hôm nay thì tuổi Hợi có một cái niềm hạnh phúc gia đình vô bờ bến về con cái, gia đình và người thân. Tuy nhiên thì công việc thì bạn cũng phải nên đề phòng những lời mời gọi hợp tác, phải suy nghĩ thật là kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định nhé. Còn về sức khỏe thì bạn nên ăn uống cẩn thận, đề phòng sẽ bị ngộ độc thực phẩm từ bên ngoài đấy. Với những lời khuyên từ lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi chúc các bạn có một ngày đầu năm hiệu quả trong công việc và may mắn trong tình cảm.